việc khan hiếm thức ăn làm bầy sư tử cái này nghĩ đến một cuộc phiêu lưu. Chúng di chuyển đến lãnh địa của một bầy sư tử khác để tiến hành xâm lược, nơi mà chúng cho là vùng đất màu mỡ, nguồn thức ăn dồi dào. Nhưng việc xâm chiếm lãnh thổ là điều tối kỵ, nó chẳng khác gì là cuộc chiến tranh và đánh đổi bằng cả mạng sống. Liệu bầy sư tử cái này có thực hiện được cuộc chiếm đóng của mình hay không? Vừa chạm chân đến lãnh địa mới, kẻ xâm lược được đón tiếp từ xa. Đội quân chủ nhà chia ra chặn mọi lối vào của những kẻ xâm nhập. Sau một hồi hỗn loạn, con sư tử cái kém may mắn nhất của đội quân xâm lược bị bắt lại. Đội quân chủ nhà tập trung không ngừng tấn công. Kẻ xâm lược không còn đường nào tháo chạy, nó bị chấn thương khá nặng. Nhưng đây chưa phải là hồi kết. Nó cố gắng kháng cự và dần kiệt sức. Những chị em của nó đã rút lui tới một điểm khá xa khu vực chiến sự. Trong khi đội quân chủ nhà không có ý định dừng lại, chúng đã bắt được thì chúng phải tìm cách kết liễu luôn, để trừ hậu họa cho một cuộc xâm lược mới lại tái xuất. Hy vọng lại thắp lên cho kẻ xâm lược khi có một thành viên mạo hiểm tới ứng cứu. Tuy nhiên, kẻ ứng cứu cũng nhanh chóng bị đánh bay. Con sư tử cái xâm lược chỉ còn những hơi thở thôi thốt. Nó dần hẳn sự sống và bày lên cẩu đến khiêng xác. Chúng bắt đầu tận hưởng bữa đại tiệc thịt sư tử. Đây chẳng khác gì là món quà quý giá trong mùa khan hiếm thức ăn. Cuộc phiêu lưu vỡ mộng. Đội quân xâm lược đã mất đi một tay thợ săn xuất sắc. Một tổn thất quá lớn.